Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua phần thứ nhất là khái niệm về nghiệp. Phần thứ hai là phân loại nghiệp. Trong phân loại nghiệp đó, chúng ta có phân loại nghiệp theo cái đạo đức tâm linh, tức là theo thiện và ác. Cái phần thứ hai nữa là chúng ta phân loại theo cái nơi mà mình sẽ tái sanh. Và nơi cái phần mà mình đi tái sanh đó là chúng ta chia ra hai phần nhỏ để chúng ta nói rõ ràng hơn. Một cái phần tổng quát đó là chúng ta sẽ tái sanh vào trong 31 cõi đó, chia ra làm ba cái phần. Thứ nhất là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Rồi cái phần nhỏ mà chúng ta chia ra đó là chúng ta sẽ tái sanh đến một cái nơi cụ thể, một cái cõi cụ thể mà cái chỗ đó đó là nó đi theo cái nghiệp cảm của mình, tức là những cái cảm thọ của mình khởi sanh. Và trong những cái cảnh giới đó thì cái cảm thọ khổ hoặc cảm thọ an lạc nó phát sinh tùy theo phước báo của mình. Thì chúng ta ôn lại một chút trước khi chúng ta đi tiếp một cái phần nữa. Thì như chúng ta biết đó, là nhiều đời nhiều kiếp đó, chúng ta làm cái điều sai và chúng ta cũng có làm cái điều đúng. Nhất là chúng ta sinh ra làm người thì cái phần đúng của chúng ta nó nhiều hơn phần sai, lớn hơn cái phần sai, thì chúng ta mới là sanh ra được làm người. Cho nên mới nói là có phước lớn lắm chúng ta mới được sanh ra làm thân người. Bây giờ khi mà chúng ta sanh ra làm người đó thì cái phước về cái thiện và cái thiện trí chúng ta lớn lắm. Và cái con đường thiện là một cái đại lộ thênh thang. Khi chúng ta biết bắt đầu làm cái điều tốt, điều lành, thì chúng ta làm cho cái điều tốt, điều lành của chúng ta đó càng lúc nó càng mạnh mẽ thêm lên. Bằng cái hai loại thiền mà nó nằm trong một cái từ chung đó, nó là cái thiền định. Thiền định nó có hai cấp bậc. Một cấp bậc là thiền định sắc giới, cấp bậc thứ hai là thiền định vô sắc giới. Đây, này là sắc giới đây, đây là vô sắc giới đây. Và cái thứ ba nữa là cái đỉnh cao của nó đó, đây tức là thiền tuệ. Và thiền tuệ này đó nó sẽ đưa đến cái đời sống của chư thánh, của chư Phật, và đây gọi là siêu thế. Siêu thế có nghĩa là siêu xuất thế gian, thoát ra khỏi đời sống thế gian. Đời sống thế gian là đời sống của phàm phu, nó có mặt đây, nó chính là dục giới. Và dục giới này đó, chúng ta biết dục giới này đó là nó sẽ có như thế này. Nó có sáu cõi chư thiên, sáu cõi trời. Cái khoảng giữa này đây này, khoảng giữa này, khoảng giữa mà chúng ta gọi là nửa lạc nửa khổ đây này, thì đây á là người đây. Và đây là các cái cõi khổ. Cõi khổ này chúng ta biết rồi đó, có bốn: súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Như vậy con đường tái sanh về đâu là do chính mình quyết định, không có ai can thiệp vào cả, tất cả đều là do mình. Như vậy đó, tất cả những cái cõi khổ này đó là đều do cái tâm của chúng ta đó, nó bị chìm ngập trong cái uế nhiễm
nó là tham, nó là sân, nó là si. Đầu tiên đó, tất cả những cái pháp bất thiện mà thuộc về tham sân xảy ra đó là đầu tiên bao giờ nó cũng bị si ám cả. Chúng ta nói cho dễ hiểu và rất là gọn gàng đó, thì chúng ta nhớ rằng khi nào mà chúng ta giữ giới, người có năm giới thì giữ năm giới, người có tám giới giữ tám giới, người có mười giới giữ giữ mười giới, vân vân. Ai có thọ bao nhiêu giới thì ráng giữ gìn cái giới đó. Khi cái giới này nó gồm có hai phần, một phần thô và một phần té, một phần thụ động và một cái phần hoạt động. Cái phần thô đó có nghĩa là những cái pháp mà nó hiện ra rất là rõ ràng đó, mình không phạm. Ví dụ như bây giờ cái giới thứ nhất là con cố ý tránh xa sự sát sanh, thì mình không có làm thương tổn đến mạng sống của chúng sanh nào cả, thì cái đó gọi là cái giới thô, tức là mình phạm không phạm cái giới sát. Giết một cái chúng sinh khác, dù lớn dù nhỏ, dù là chủng loại nào đó, thì mình không dám đụng vào, thì đó là mình giữ được cái giới thô. Nhưng mà cái giới tế đó thì nó bắt đầu từ cái sân của mình. Sân nó đi từ từ cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3. Cấp độ 3 là sân ác, nó mới đưa đến cái chuyện sát sanh. Nhưng mà cái cấp độ 1 và cấp độ 2 thì chúng ta có phạm. Như vậy thì về giới thứ nhất đó, là cái giới thô, chúng ta đó rất là nhiều người đó là giữ được. Nhưng mà cái tế đó là khó giữ nhất. Từ cái khởi lên sân, rồi cái sân nó mạnh mẽ lên nhân dân, thì là cái đó là chúng ta chưa có giữ được. Nếu mà chúng ta giữ được đó, chúng ta không có phạm đó, đã nhập vô dòng thánh rồi. Nhưng mà cái mà khi chúng ta thọ giới và chúng ta tu tập đó, thì khi chúng ta nổi nóng lên thì chúng ta thấy biết. Và như vậy là cái thấy biết nó đã cắt rồi. Và khi chúng ta thấy biết thì chúng ta nói với mình rằng đó là không nên nữa. Thì chúng ta có thể hạ, giống như mình nấu mà cái lửa nó lên cao quá thì mình biết rằng nó sẽ cháy khét, cho nên mình cái động tác của mình là rút ra. Thì chúng ta tập như vậy, cho nên mới nói tu là tập. Tức là tu là thấy sai thì phải sửa, mà sửa chưa được thì ráng tập mà sửa. Cho nên cái tánh nóng của mình á là phải tập, tập cho nó nguội lần, cho nó bớt lần, thì từ từ nó mới hết được. Vậy cho nên giới thô giữ được mà giới tế có khi không giữ được. Rồi bây giờ thô hay tế này nó cũng vẫn là nằm trong cái phần là chúng ta gìn giữ có tính chất thụ động thôi. Còn cái tích cực của nó nằm ở chỗ là chúng ta không những không giết người mà còn cứu người với nhiều hình thức khác nha. Thì cái đó là nó nằm trong cái mặt tích cực. Vậy thôi, từ thô tới tế. Trong cái tế đó là chúng ta không làm thương tổn bất cứ ai cả. Vì cái đó nó nằm trong cái tế. Khai thác chừng nào, đi sâu chừng nào nó càng rõ nét chừng đó. Thì đó là cái cách mà khi chúng ta đã giữ giới, thì chúng ta biết là nơi cái giới nó có thô và có tế. Thì mình giữ được cái thô là mừng. Còn cái tế là phải tập lần để có thể giữ được cái tế đó. Thì đó mới là một cái phần thụ động thôi. Còn cái phần tích cực là chúng ta phải hành giới. Và chính khi chúng ta giữ giới, khi chúng ta hành giới đó, thì cái tâm chúng ta được bình an mát mẻ. Và những ai giữ giới được, những ai hành giới được thành tựu, thì con đường tái sanh của người này sẽ tái sanh lên cái cõi trời dục giới. Tức là dục giới nó có cõi trời. Vì vậy chúng ta sẽ sanh ra trong 6 cái cõi trời dục giới. 6 cõi trời. Hoặc là ít nhất á, thì cũng cha cũng sinh ra được cái cõi người. Còn nếu như thân ngoại mạng chung mà chúng ta không sanh lên được cõi trời, cũng không sanh được cõi người, thì đây là các cõi khổ phải rơi xuống. Rất rõ ràng, không có nói mà lầm dòng gì hết á. Còn cái chuyện mà chúng ta tái sanh á, thì chúng ta đã biết rồi. Đây là một cái kiếp sống nè, chúng ta sinh ra nè. À, chúng ta sống á, tuổi thọ chúng ta đến đây á, là chúng ta phải chết, tức là tử. Thì khi mà chúng ta tái sanh á, thì chúng ta nhớ rồi cái con đường tái sanh á, tái sanh đây. Một sát na tử là một sát na sinh liền. Thì cái sinh chúng ta nhớ cái bài toán nó đi vậy. Nó lấy từ cái hiện kiếp này nè.
nó cộng với cái vô lượng kiếp. Bất cứ khi chúng ta chết, chúng ta tái sanh, thì cái phép tính của nó bao giờ nó cũng đi từ cái vô lượng kiếp đó, nó cộng với cái hiện tiếp này, nó mới ra cái quả. Và cái giờ chúng ta lâm chung, giờ lâm chung nằm đây, sát cái phần tử thì một sát na đó, những cái sát na trước đó hoặc cái thời gian trước đó, thì cái giờ mà cận tử nhất á, là năm cái sát na động tốc trước cái giờ lâm chung. Thì khi nó bắt cái cảnh gì thì cái lúc tái sanh, cái tâm của người đó nó sẽ in nguyên hình cái lúc mà tử, cái lúc mà cái sát na cận tử đó, thì những cái hình ảnh gì mà nó hiện lên để mà cái tâm tử nó chấm dứt rồi, thì cái hình ảnh nó sẽ đi vào trong cái tái sanh. Và cái tái sanh như vậy đó, nó sẽ theo mình cho hết kiếp sống. Cho nên nó định hình những cái tính cách thuộc về bất thiện và thiện của mình là rõ nét trong cái tính tình của mình. Cho nên chỉ có mình soi rọi, mình thấy tính cách của mình á, mình mới sửa được. Mình soi rọi bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta hãy coi cái thói quen của mình. Thói quen trong cái ăn, trong cái mặc, trong cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái suy nghĩ, cái ứng xử, vân vân. Nó hình thành ra một cái thói quen của mình. Cái thói quen đó là tính cách của mình. Và tính cách này chính là cái dòng nghiệp mạnh mẽ nhất ở trong tâm của mình. Rồi chúng ta quan sát, chúng ta dọn qua những cái thói quen của mình. Và khi chúng ta ứng xử đó, mắt chúng ta thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chúng ta ứng xử ra sao? Hãy coi cái ứng xử của mình. Những cái thước phim chúng ta quay lại, chúng ta coi cái ứng xử của mình, chúng ta sẽ biết tính cách của mình. Có nghĩa là chúng ta biết cái dòng nghiệp của mình nó đang tiếp tục, nó trôi chảy trong tâm của mình ra sao. Thì mình xem xét nó là gì. Thành ra cái đời sống chúng ta vậy. Vì vậy mà mới nói rằng đó là giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời. Bởi vì cái dòng nghiệp này nó hình thành một cái thói quen khó mà tách rời được đó. Vì không, nó dính mắc trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta không xa rời được những thói quen. Nhiều người đó là tốt lắm, biết tu tập lắm đó, nhưng mà người ta nghĩ rằng là tại sao phải chết đi? Chết đi bây giờ sẽ sống như thế nào, sẽ ra sao khi mà tôi bỏ lại cái ngôi nhà thân thiết nhất của tôi? Tôi không nói nó là đẹp hay là xấu, nhưng mà nó là một cái nơi rất là tiện cho cái đời sống của tôi. Và đây là khu phố, những con đường quen thuộc, những người quen thuộc và những người thân yêu sống với tôi. Tôi bỏ tất cả thì tôi đi đâu? Tôi làm sao, tôi sống như thế nào? Và ta không chịu đựng được cái đó, không chịu đựng được, không chấp nhận được. Và như vậy thì người ta sẽ thành quỷ khổ, chắc chắn là như vậy. Cho nên đó, là chúng ta phải cố gắng làm sao đó hiểu rằng tất cả những cái gì quen thuộc đó thì rồi chúng ta cũng phải từ giả thôi, đừng bám vào đó. Okay. Cái thân thuộc để cho chúng ta đó một cái sự ấm áp, cho chúng ta một sự tin cậy, để chúng ta yên ổn trong cái thân tâm của mình á, mà chúng ta có thể hiển lộ được những cái điều tốt của mình. Nhưng chúng ta không bám vào đó. Chúng ta nhìn thời tiết cũng sáng nắng chiều mưa, tâm của chúng ta cũng lúc vui lúc buồn, tất cả đều thay đổi hết. Tại sao chúng ta lại không chấp nhận sự thay đổi? Cho nên nhiều khi đó, chúng ta không dính mắc gì hết mà chúng ta không chấp nhận tại sao phải chết, thì con đường xuống quỷ khổ là con đường có mặt tức thời. Trong tất cả những cái cảnh khổ này nè, cái con đường của quỷ khổ là gần gũi nhất, và con đường của súc sinh, hai con đường này gần vô cùng gần. Thân ngoại mạng chung mà chúng ta tái sanh làm người nè, và sáu cõi chư thiên hiếm lắm.
Nhưng mà cái con đường khổ này rất là nhiều. Trong những con đường khổ đó là quỷ khổ là nhiều nhất. Tại vì ai mà tạo ác nghiệp thì chúng ta đã biết rõ là con đường của địa ngục là mở cửa ra rồi, không có bàn nữa. Thấy không? Giết những chúng sinh khác không gớm tay. Dẫu chúng sinh đó là con người hay là tất cả những cái loài vật lớn nhỏ, giết không có gớm tay. Giết coi như là gọi là vô cảm, lạnh lùng, tàn nhẫn hết mức. Thì con đường đó ta thấy rõ rồi, không có bàn tán gì hết trơn rồi. Còn cái thành phần Atula chúng ta cũng thấy rõ rồi. Thành phần Atula thì nó cực kỳ đa dạng. Nhưng mà có thể nói một cách rất là đơn giản thế này, là tốt thì cũng có tốt đó, nhưng mà ác thì cũng cực ác, thì nó nằm đây. Như chúng tôi thấy một cái vị minh quân lo cho nước, lo cho dân, nhưng mà ai đó mà có cái âm mưu mà xoán đoạt cái ngai vàng của vua đó thì vua sẽ tru di tâm tật và giết những người đó, hoặc là cả một cái băng nhóm đó, hoặc cả một cái mấy cái dòng tộc đó là coi như tự nhiên thôi. Đấy là hình thành cái Atula, nói về mặt cơ bản. Nhưng mà nguồn gốc của Atula thì nó rất là nhiều loại, nhiều dòng tộc, nhưng mà nói chung nó là như vậy. Còn ngoài ra thì cái súc sinh đó chúng ta thấy rồi, đầu tiên nó bị cái si nó ngăn che cái này, rồi nó mới tới cái quỷ khổ này. Cho nên những người mà dùng những cái chất nghiện, tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là nghiện, nghiện nghĩa là gì? Nghiện nghĩa là chúng ta đó thọ hưởng những cái thứ đó và chúng ta không có thể rời xa được. Mà nếu chúng ta đó cắt đứt hoặc rời xa nó sẽ hành hạ trở lại. Và chúng ta đưa vào cái tròng đó và nô lệ đó không biết bao nhiêu kiếp, thì tất cả những cái người mà đi vào nghiện đó, đó thì đầu tiên đó là cái con đường súc sanh là con đường tốt nhất. Nhưng mà trong cái súc sanh này đó, có những cái loại súc sanh đó, cái đầu óc của nó nói về cái trí thông minh thế gian nó còn giữ được rất tốt. Nhưng mà có những cái loại súc sanh đó, nó cực kỳ đần độn. Và chúng ta thấy có khi nó cũng điên loạn, cho nên quý vị thấy người ta bị bệnh bò điên đó. Do những cái con vật nó đã có bệnh, bây giờ người ta đưa vào người ta làm thịt hộp hoặc là thịt tươi để cho ăn đó, thì nó gọi là cái bệnh bò điên, thấy không? Nó có một cái xáo trộn gì đó. Thì những cái con vật nó vẫn bị đần độn, bị điên khùng, bị hờ khảo, thậm chí bị tật nguyền cũng còn. Rồi nếu mà trong cái si này mà người này đó trong cái tiền kiếp á vốn đã tạo nhiều những cái phước báo và trong cái hiện kiếp có tạo, nhưng mà vì cái si này quá nặng đó, họ cũng tái sanh vào trong quỷ khổ. Rồi quỷ khổ thì sư cô đã giải thích rồi, có những cái thành phần gọi là ma thì khóc than, thành phần là quỷ thì khi mà ứng xử thì nó phải có cái tính cách dữ dằn và nó hủy hoại tất cả những cái gì mà nó cản trở cái ước muốn của nó, không làm cho nó hài lòng đẹp ý, thì nó tấn công, nó hủy hoại tất cả. Thì cái này nó tùy theo cái tâm tính của mỗi người, khi trong cái đời sống chúng ta có một cái tập khí ứng xử như thế nào, thì khi chúng ta chết tất cả những cái thứ đó, khi mà chúng ta tái sanh vào trong những cái cõi này đó, thì cái tập khí nó vẫn hiện ra rõ nét, và cái phước báo nó cũng hiện ra rõ nét. Và khi chúng ta nói chung á, thì tất cả những cái hạng chúng sinh này đó, nhất là trong cái thành phần của quỷ khổ nè, thì nó cũng chia ra làm hai hạng. Một cái hạng đó thì khi người ta rơi vào cái cõi khổ đó, người ta lại đi tìm cái con đường làm phước để rồi sau đó người ta đi ra được. Còn có những người rơi vào trong cái cảnh khổ đó thì là ứng xử để tăng lên cái sự đau khổ và cái sự thoái độ của mình. Cũng như ngày nay chúng ta sinh ra làm người, cái phước làm người chúng ta rất lớn. Nhưng mà khi chúng ta bị rơi vào trong cái sự bất hạnh, sự đau khổ của chính mình, thì do cái phản ứng của mình mà làm cho mình đó nặng nề thêm hay là mình ra khỏi. Thì thấy rõ chưa? Làm cho mình nặng nề hơn hay mình ra khỏi là do mình ứng xử. Thì khi mình tái sanh xuống những cái cảnh giới như là quỷ khổ chẳng hạn, thì cũng do mình ứng xử mà mình ra được. Mà có cái ứng xử thì mình chìm xuống.
Quý vị thấy ngày hôm nay, con mà giết cha mẹ, nó không phải là cái trường hợp hy hữu nữa mà nó rất là nhiều. Con mà hỗn láo với cha mẹ, nó cũng không còn là hy hữu nữa. Thì chúng ta thấy cái sự thoái đọa của những chúng sinh làm người đó, thì khi mà đối xử với cha mẹ như vậy thì cái con đường địa ngục nhất định phải tới. Nhưng ta đâu có cần biết, không cần biết. Đã hỗn láo từ nhỏ, coi cái chuyện bất hiếu là chuyện đương nhiên, không có vấn đề gì phải bàn cãi cả. Thì chúng ta thấy cái cách ứng xử của những chúng sinh mà nó được sinh ra làm người đây nè, ngỡ lạc ngỡ khổ đây, là nó thuần túy một sự tâm tối, cái sự nặng nề và cái sự dữ dằn của quỷ. Đâu phải đâu con. Và chúng ta thấy không, anh em cốt nhục, tất cả những cha mẹ sinh ra các con đó, cái niềm hạnh phúc nhất của cha mẹ đó là ngoài cái chuyện đó con thành nhân chi mỹ ra đó, thì muốn các con của mình thương yêu nhau. Nói thành nhân chi mỹ mà không nói tới thành công ở đời đó, thành nhân chi mỹ là thành một cái con người sống tốt đẹp, có tình, có nghĩa, có trung, có hiếu, có trước, có sau. Thì đó là đúng nghĩa một con người. Còn nếu thiếu cái đó thì nó không phải con người đâu. Dẫu cho nó ở cái đỉnh cao danh vọng nào đi nữa, mà nó thiếu những cái thứ căn bản đó thì nó không phải con người. Cho nên cha mẹ mà có cái sự hiểu biết, cũng như có cái lòng mà gọi là nhân hậu của con người đó, thì chỉ muốn các con của mình thành nhân chi mỹ. Và trong cái thành nhân chi mỹ đó thì muốn con cái là thương yêu nhau. Nhưng mà ngày hôm nay khi đất nó đã quá vàng, nó thành kim cương á, thì con cái nó thành quỷ dữ, nó sâu xé lẫn nhau, và nó sâu xé cả cha lẫn mẹ. Cái đó là một cái thực tế mà nó xảy ra đó. Hầu hết các gia đình, cái gia đình nào phước lớn lắm á mới tránh được cái chuyện đó. Còn không đó là nó rơi vào hết. Quý vị thử tưởng tượng đó, ông bà mà bán, tức là cha mẹ đó, hai ông bà già bán cái căn nhà mà trên 1.000 lượng vàng, có 3 người con, hai ông bà già chia thành 5 phần bằng nhau. Chia 5 phần bằng nhau thì hai ông bà mới mua một căn nhà nhỏ ở. Tiền thì đem gửi trong ngân hàng để mà lấy cái tiền đó cùng với tiền lương hưu mà sanh sống hàng tháng, ở được 2 năm. Thì cái người con trai út đó hàng tuần đều đưa vợ con về thăm, bởi vì cậu ở gần. Thì phải nói là đối xử với cha mẹ đó là không có cái chỗ nào mà không tốt đẹp nữa cả. Hết sức là tốt đẹp. Thì ông bà cảm thấy rất là ấm áp. Thì khi ông bà trên 80 tuổi thì cái người con trai mới nói thế này: bây giờ ba với má cứ phải chở ba má đi lãnh lương hoài đó, chi bằng ủy quyền cho con đi lãnh đi, rồi con mang về cho. Thì ông bà thấy cũng có lý, cho nên là ủy quyền. Thì nó vẫn lãnh hàng tháng đem về cho cha mẹ đầy đủ. Rồi bây giờ tiền lời trong ngân hàng, lúc đầu thì chở hai ông bà đi lãnh tiền lời, bây giờ cũng ủy quyền luôn, nó cũng lãnh tiền đưa về đầy đủ. Rồi sau đó thì bà yếu cho nên là không có nấu nướng được, thì mới là nói kiếm một người làm. Nhưng hai ông bà nói thôi, đâu có gì đâu phải kiếm người làm. Thì cuối cùng đó, con trai nó mới nói rằng thôi, để cho yên tâm thì vợ con đem về ở chung với ba má có được không. Thì ông bà vui lắm, bởi vì có hai đứa cháu nữa mà. Mà khi về ở chung á thì phải nói như một giấc mơ, tức là con trai, con dâu, cháu nội rồi quấn quýt một bên, cho nên ông bà rất là hạnh phúc. Và kể từ đây là một cái đời sống rất là ấm êm. Và ông bà có nói rằng là thôi thì như vậy là tốt nhất rồi. Thì ông bà cũng là
hưởng được cái tuổi già, rồi ngày nào xuôi tay nhắm mắt thì là con cứ gìn giữ đây nơi một cái nhà thờ. Nhưng mà chỉ có 2 năm thôi. Thì khi mà cái đứa con trai nó nói rằng là bây giờ tụi con đã mua thức ăn để trong tủ lạnh đầy đủ hết, cái nào làm đã làm, còn cái rau cải thì rửa sạch để cho ba má. Hai vợ chồng với hai đứa con đó là được cái giấy thưởng, cho nên là mua thêm vé cho vợ với con đi đi du lịch một tuần lễ. Chị đi du lịch mới có 2 ngày thôi thì thừa phát lại đem cái tờ giấy đó là ông bà trục xuất ra khỏi nhà. Tức là nhà đó đã bán rồi, ngân hàng đã rút hết rồi, không còn gì nữa hết. Thì khi kêu liên hệ đó thì nó không liên hệ. Gọi hai người con kia thì hai người con kia đó mới nói rằng là cái đó là chuyện của ba má với thằng Út, vì phần ai cũng có hết rồi. Bây giờ ai xử lý làm sao thì người đó phải chấp nhận thôi. Cho nên là ông bà mới đơ người ra không biết phải làm sao cả, mới gọi những người bạn cũ của mình. Khi người ta thấy như vậy đó thì người ta mới đem ông bà đi qua quận 8, rồi lãnh lương hưu ra, rồi những người đó họ chi thêm tiền để hai ông bà được ở bên cái nhà dưỡng lão bên quận 8. Quý vị thấy một cái thời đại bây giờ đó, người ta nuốt trọng cha mẹ người ta như thế đấy. Cho nên con người đó, sống với nhau đó thì chúng ta phải nhớ cái nhân quả. Nếu mà chúng ta không nhớ cái chuyện nhân quả này đó, cái người cha, cái người mẹ đó sẽ khóc cho tới chết, sẽ đau khổ cho tới chết, không biết tại sao. Và cái hận này đó nó mang đi không biết chừng nào mới có thể nguôi ngoai được. Chị em á, ở nước ngoài nhờ nó mua nhà đứng tên giùm để già mình về mình ở, nó bán hết rồi. Mà không biết bao nhiêu cái chuyện đảo điên nó xảy ra. Chỉ vì cái gì? Cái lòng tham con người ta. Cái của cải lớn quá thì người ta không có thấy được cái tình người. Người ta không thấy cốt nhục, người ta không thấy nghĩa nhân. Người ta bán linh hồn cho quỷ để người ta làm những cái việc của quỷ dữ mà người ta đạt được tiền bạc danh vọng tất cả mọi thứ. Mặc dầu là tất cả mọi người chúng ta đây đó, ai cũng đều thấy sứ giả của Diêm Vương cả, hằng ngày đều có người chết, bệnh viện thì hằng ngày đều có người bệnh, đều có người chết hằng ngày trong bệnh viện đó. Sứ giả của Diêm Vương đưa tới nhưng người ta ngó lơ đi, người ta không cần biết đâu. Mình đây sáng khỏe chiều bệnh chưa biết được, đang ngồi ăn cơm đó là nó đột quỵ chết liền cũng không biết được. Nhưng người ta không sợ những vị sứ giả này, người ta vẫn tranh chấp cho tới cùng. Thì quý vị, cái đó là cái gì? Người ta bị cái si ám này nó che lại, do cái sự hưởng thụ của mình mà người ta có thể thành quỷ dữ để sâu xé lẫn nhau. Và chồng vợ cũng vậy, dứt cái tình cũng không còn cái nghĩa. Chị thấy cái lúc đó là đi một cái trạng thái đối nghịch. Khi người ta vừa ý thì khác, khi người ta vừa không vừa ý là đi trạng thái đối nghịch. Và vì vậy đó, người ta giết cái người khác dễ dàng, giết xong còn cắt ra từng mảnh cũng dễ dàng luôn. Thì như vậy cái hình ảnh đó chúng ta đã thấy cái hình ảnh của quỷ rồi. Và cái loại quỷ này đó sẽ bị giam nhốt ở địa ngục đấy. Người ta không sợ. Không sợ. Vì người ta nghĩ rằng chuyện đó là có ở trong các tôn giáo. Chuyện đó là do mê tín dị đoan. Chuyện đó nó nói ra để hù dọa. Nhưng không, đây là một thế giới có thật. Có thật như chúng ta là những cái con người mà sống trong cái cõi người với nhau đây đó, là cái sự thật. Thì những cái cõi khác cũng là một sự thật. Còn cái chuyện chúng ta có chấp nhận cái sự thật hay không là chuyện của mỗi người. Sự thật vẫn là sự thật.
Còn mình chấp nhận hay không là chuyện của mình. Không phải mình chấp nhận nó mới có, mà mình không chấp nhận nó không có, nó vẫn tồn tại trong cái đời sống đó. Và đây là cái sự biến chuyển của gì? Sự biến chuyển của tâm. Tất cả những cái cảnh giới chúng ta sinh ra đều là biến chuyển của tâm. Và biến chuyển của tâm đó, nó nằm trong cái nghiệp, những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cho nên là chúng ta có rất nhiều những cái thế giới, thế giới của luân hồi và thế giới không luân hồi. Thế giới không luân hồi là thế giới của chư Phật. Thế giới còn luân hồi là thế giới của những cái bậc đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Thế giới của những người trong cõi dục giới gồm có 6 cõi trời, có 1 cõi người và 4 cõi Phật. Như vậy tổng cộng lại thì cái thế gian này gồm có 31 cõi, và chúng ta tái sanh, chúng ta đi vòng vòng ở nơi đó. Cho nên cái bài kinh đại hội ngày hôm nay đó sẽ gửi tới cho mỗi Phật tử đó, chúng ta về đọc thêm. Vì cái bài kinh này đó không có, Đức Phật không có giảng nhiều, mà nhân cái ngày đại hội đó thì rất là nhiều cái các cái thành phần ở các cõi về tham dự. Thì khi đó là Đức Phật mới nêu cái danh tánh những cái vị này lên, để cho đó là cả một cái hội chúng biết, giống như là cái buổi họp ngày hôm nay đó gồm có bao nhiêu thành phần vậy đó. Thì Đức Phật giới thiệu những cái thành phần đó, nêu rõ cái danh tính của người này, để biết thì những cái chúng sinh về dự cái đại hội này ra sao. Khi chúng ta học cái bài kinh đó thì chúng ta sẽ thấy rõ. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần mà lần trước chúng ta nói về quỷ khổ và ma và quỷ đó. Thì như là sư cô có trình bày với quý vị, cái này là về phần chú giải là nhiều. Nhưng mà như chúng ta biết đó, là đạo Phật đó không có chú trọng đến cái hướng đến cái thế giới này, mà đạo Phật chú trọng đến cái thế giới nửa lạc nửa khổ đây, và thế giới của chư thiên. Chú trọng nhất là thế giới của loài người, nhì nữa là đến cõi chư thiên. Bởi vì chỉ có những vị ở cõi chư thiên này đó mới có thể nghe được pháp dễ dàng, hiểu được pháp dễ dàng và có thể hành trì để thành tựu. Cái thế giới của loài người đó thì cũng có những người nghe được pháp, hành được pháp và thành tựu được pháp. Nhưng mà cái thế giới này là có thể nghe được, có thể hành được nhưng chưa có thể thành tựu được. Là vì đó cái phần mà nó thuộc về đó, cái trí đó nó bị ngăn che, nó bị che khuất lại. Thì khi người ta nghe được, người ta có thể hiểu được và người ta có thể hành trì được thì người ta mới có thể tái sanh rồi làm người. Và như vậy thì người ta sẽ tiếp tục. Và tất cả những cái chúng sinh mà ở trong cõi khổ này đó mà có nghe được kinh, hiểu được kinh đó, là do trong tiền kiếp đó, cũng đã là cái sinh ra có cái phước báo là cũng đã từng nghe về những cái pháp thuộc về chân lý của tâm linh và có đi vào cái con đường lành, cái con đường tu tập. Thì ngày hôm nay khi rơi vào các cái cõi khổ đó thì mới nghe được, là do nó đã có cái nền rồi, bây giờ nó phục hồi lại. Và như chúng ta hiểu đó, những cái chúng sinh trong cái cõi khổ đó, nó vẫn có những chúng sinh vẫn hướng về cái điều tốt, làm cái điều tốt. Chứ không phải tất cả những người rơi vào cõi khổ đó chỉ ngày đêm khổ mà không nghĩ tới con đường đi ra. Vậy thế không phải đâu. Vì cái chỗ mà người ta hướng đến cái điều lành, người ta ở trong cái cõi khổ, tâm cứ hướng tới điều lành, có thể làm được điều lành nào thì ta làm điều lành đó. Đó là người ta mở ra một cái con đường. Mở ra con đường siêu thoát. Nên ngày hôm qua đó, sư cô có gặp một cái cô đến chùa. Em trai cô mất vì tai nạn. Thì sư cô hỏi đó, bây giờ sau khi mà chôn cất em cô rồi thì cái việc cái gia đình của cô đó là làm thế nào với cái cốt đó. Thì cô bảo nó là em út trong nhà, cho nên là cả nhà ai cũng thương nó, vì vậy mà để ở nhà cho nó gần gũi. Thì sư cô hỏi gần gũi cái gì? Tất cả chỉ là những cái cảm xúc.
người ta cứ nghĩ là để cái hài cốt đó không cho rời khỏi nhà, để mà giống như hàng ngày vẫn sống chung. Một người mẹ mất cũng vậy, nhất định để cái cốt trong nhà không đi xa. Nói chùa cũng vậy, mình cũng vậy, chùa cũng tụng kinh, mình cũng tụng kinh, chùa cúng cơm, mình cũng cúng cơm, nhưng mà ở gần mẹ con nó thân thiết tốt đẹp hơn, cho nên là giữ đó. Và cái đó là cái gì quý vị? Cái đó là cái ái nhiễm, chứ không phải là cái tình thương. Khi mình thương ai đó, có nghĩa là mình đem cái điều tốt nhất đến cho người đó. Còn này nó chỉ là những cái cảm xúc tình cảm thôi. Cho nên phải để cho những cái hài cốt này, những cái vong linh này đã được ở trong chùa. Vì người ta ở nơi cái nhà riêng đó, thì cảnh cũ, việc cũ nó tái diễn lại hoài. Mà giờ đây á, người ta trở thành cái người bất lực, nói không ai nghe. Người ta muốn ngồi cái ghế đó, người khác ngồi vô. Người ta muốn gấp miếng ăn đó thì người khác gấp miếng ăn. Người ta biểu làm cái này không ai nghe hết. Thì mình thử tưởng tượng, nếu mình ở trong nhà mà mình nói với con, với cháu mình, với người thân mình như vậy, thì lòng mình có buồn bực không? Thì như vậy cái buồn bực này nó làm cho người này nặng xuống hay là người này đi lên? Cho nên đưa vô trong chùa khác. Người ta có xuống bếp, người ta đi làm, người ta lên chánh điện, người ta có dọn dẹp, người ta đi ra ngoài sân, người ta nhổ cỏ, hay người ta làm bất cứ cái gì đó, cái đó là khác, đó là công quả. Tại vì nó vì cái tam bảo, vì cái đại chúng khác. Còn ở đây vì con mình, vì cháu mình làm mà nói không ai nghe. Người ta ở trong chùa đó, kinh tụng trong chùa khác với ở nhà. Bởi vì trong chùa nó có cái uy lực. Uy lực là cái thứ nhất là người xuất gia tụng kinh. Hai nữa là cái hội chúng nó đông. Ba nữa là chư thiên và những cái vong linh ở trong đó, người ta cũng làm công việc đó. Thì cái từ trường nó mạnh hơn chứ. Cho nên khi mình không hiểu biết đó, mình cột, ràng buộc, trói buộc nhau lại để mà đau khổ không kích lợi gì cả. Rồi một ngày mình chết thì cái hài cốt này ra sao? Sẽ như thế nào? Nếu mình biết trước cái ngày mình chết mình còn sắp đặt được, bây giờ thình lình mình lăn cù ra mình chết thì tính sao? Cho nên mình không có hiểu. Mình chỉ làm khổ mình và làm khổ người thân mình thôi. Cho nên chúng ta phải giúp đỡ cho cái người thân mà đã mất của mình đó, phải mau siêu thoát. Để ta đến cái nơi thích hợp với người ta. Thì như vừa rồi đó là quý vị có nhận cái quyển mà thuộc về quỷ. Những con quỷ thì chúng ta đọc thêm. Bởi vì cái này đọc thêm cho biết thôi, chứ còn những cái phần cốt lõi đó là sư cô cũng đã giảng cho quý vị hết rồi. Bây giờ chúng ta nói tên một cái số cái loại quỷ mà chúng ta có thể đọc được ở trong cái kinh điển. Thì trong hai cái bộ sách mà nói về 12 giống quỷ đó là Lokapanya, Tipakaranya, và cái bộ thứ hai là Sagati Dipanya, thì nói là có 12 giống quỷ. Thì giờ sư cô chỉ nói tóm tắt thôi, bởi vì chúng ta không đi sâu. Tất cả những phần cốt lõi chúng ta trình bày rồi. Đây là nói để biết cái đa dạng của đời sống của rất nhiều cái loại quỷ. Mà đây là những cái loại nổi cộm để kể ra thôi, chứ còn cái thực tế nhiều lắm, nó không có, không phải chỉ bao nhiêu nào thôi. Cái thứ nhất là cái loại quỷ gọi là Vantasa Peta, thì nó chuyên ăn cái đồ dơ bẩn, tức là nó ăn đờm rải và máu mủ. Ở đây quý vị coi trong kinh Pháp Cú đó, thì thấy cái câu chuyện mà về cái người mẹ tiền kiếp của ngài Xá Lợi Phất. Thì khi bà nguyền rủa những người nghèo khổ mà đến nơi cái nhà ở của cái chồng bà với bà đó, là cái gia đình của một phú hộ trong làng. Thì ông là cái người rất là rộng rãi bố thí, nhưng mà bà thì không nghĩ vậy. Bà nghĩ thế này: nếu như hàng năm mà ông không có bố thí đó, thì cái tiền lời đó nó đã không vơi đi 50% hoặc hơn 50%. Thì bà suy nghĩ thế này: đức hạnh của một người đàn bà là phải giữ cái tài sản cho chồng và con mình.
Cho nên là khi ông đi xa, ông mới dặn bà ở nhà đó là ta làm như thế nào thì phu nhân cũng phải làm như thế. Thì bà dạ. Thì bà không thể làm trái cái lời của ông, nhưng mà làm theo hình thức thôi. Còn nội dung bà có cái cách riêng của bà để bà gìn giữ tài sản cho chồng với con của bà. Cho nên khi những người mà nghèo khổ tới đó, để cho bà có cái cơ hội để bố thí đó, thì bà lại nói thế này: bà cho thì vẫn cho, nhưng mà những cái thực phẩm và đồ dùng nào mà xài không được nữa, nó ăn không nổi thì bà đem ra cho. Cho mà kèm theo cái lời nói thế này: mấy người có tay có chân đó, sao mấy người không đi làm ăn mà đến để ăn xin? Thà ăn máu, ăn mủ, uống nước cống còn hơn á là đi ăn xin như vậy. Thì khi mà bà cho mà bà nói vậy đó thì người ta khóc, người ta đi về, người ta rất là buồn. Thì nói chung là với nhiều hạng người, không phải đây sư cô không nói hết, chỉ nói cái phần nhỏ trong chỗ này thôi. Thì khi thân huệ mạng chung đó, cái tài sản mà bà gìn giữ đó không biết ai hưởng, nhưng cái bà hưởng rõ nét đó là bà làm quỷ đói. Và hàng ngày như vậy á là phải là chờ những cái mũ, những cái máu từ vết thương con người hoặc là nơi những cái thây ma đó chảy ra, phải có uống nước cống nhưng không bao giờ no. Đó là cái người có phước nhất là vậy. Mà cái lúc mà bố thí cho người ta mà với cái tâm như vậy đó, thì quý vị phải thấy là làm quỷ đói lang thang như vậy. Rồi đến khi ngài Xá Lợi Phất đó, là làm một cái lễ trai tăng hồi hướng cho người mẹ của mình đó, thì ngay hôm sau đó là do cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp của bà đó, bà đã trở thành một thiên nữ, thiên nữ trong cái sáu cõi trời dục giới. Hãy coi cái tích truyện đó để biết. Như vậy có những cái loài quỷ mà nó chuyên môn ăn cái đồ dơ bẩn, ăn mủ, ăn máu. Cho nên đó, trong nhiều kinh điển khi mình đọc mình để ý, mình nguyền rủa ai cái gì thì chưa biết người ta có bị y như mình nguyền rủa hay không, nhưng chắc chắn cái lời nguyền rủa đó nó sẽ có mặt nơi đời sống này. Đó là những cái khẩu nghiệp rất nặng mà chúng ta không để ý, không để ý, không biết. Đây là câu chuyện có thật mà người ta nói người ta vừa cười mà có thật. Cái ông chồng này ông trăng qua quá đi, thì cái bà vợ đó bà mới nói rằng ông nó không biết tới chừng nào đó ông mới đàng hoàng lại được, chứ còn á là cái bậy bạ thì không bỏ nết. Ông nói tôi thề với bà tôi không có làm cái chuyện đó nữa, trước đây tôi có bậy bạ, bây giờ tôi không có bậy bạ nữa. Thì bà nói ai tin nổi đồng thề mất công. Ông nói nhưng mà tôi còn vẫn cứ thề, tôi mà từ ra sắp tới tôi còn trăng qua bậy bạ nữa cho cái xe hơi hư đụng tôi chết rồi. Bà nói bởi vậy nết nào thì cũng là nết đó thôi, thề vậy rồi đương nhiên cũng phải làm thôi. Rồi ông cười. Nhưng mà sự thật nó diễn ra đúng như vậy, là đó là cái xe hơi hư nó chết máy, nó đậu trước cái nhà ông. Ông mới ra ông coi, ra coi thì tài xế mới chung ở dưới cái lường nó mới sửa cái xe, sửa xong thì tài xế mới lên mới đi xem xét mấy cái bánh gì đó, thì ông đứng ngay cái đầu xe ông dòm. Thì khi mà tài xế đi xem xét thì ta đi chứ ta không di động chứ ta không ở chỗ, thì cái xe đằng sau nó chạy nó không thấy, nó ủi tới. Thì cái ông tài xế không có gì mà ông này bị cái xe hơi hư nó cán chết. Cái đó là một cái lời thề nhưng mà là đùa thôi, để nói với bà vợ rằng là làm gì làm chứ cái chuyện đó là tôi không có thay đổi đâu, nhưng mà thề cho vui vậy đó mà có thật. Cho nên cả sớm cả làng người ta mới nói rằng là đừng có thề, thề đi thì dính như cái ông mà bị xe hơi hư đụng đó. Cho nên cái khẩu nghiệp của mình ghê ghê. Thì chúng ta cứ coi hết trong cái kinh điển thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái lời thề đó đều dướng lên. À, cái giống quỷ thứ hai là gọi là Kuna Pasapeta. Thì những cái giống quỷ này nó chuyên môn ăn những cái xác chết, những cái xác chết mà người ta vất trong cái tha ma. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy đó, những cái kẻ giết người thường nó giấu xác ở trong bụi rậm với những cái kênh nước,
hoặc là quăng xuống sông, hoặc là chôn một cái nơi nào đó đó, thì những cái nơi đó khi những cái xác chết này sình trương lên thì cũng có những cái loài quỷ nó đến nó ăn cái xác chết này. Loại thứ ba là cái loại gọi là Vuthaka Daka Peta, là chỉ ăn cái phân mà thôi, phân người hoặc phân gì thải ra thì nó đều ăn hết. Như lần trước sư cô có kể cho quý vị nghe chuyện một cái hai con quỷ, một con quỷ là ăn phân của chư tăng, còn một con quỷ thì nó ăn phân của cái con quỷ kia. Một người đó tiền kiếp là tăng, một người tiền kiếp là một người thí chủ, có kể rồi, ăn như vậy. Mình không có, mình không có lường được đâu. Bao nhiêu những cái nghiệp tốt của mình nó chưa kịp trổ sanh, nhưng mà có một cái xấu nó phát sanh lên thì liền nó trổ sanh, không hiểu được. Bởi vì không biết nó đứng cái vị trí nào trong cái giờ mình lâm chung, không biết được, không ai lường được hết. Cái số 4 là một cái loại quỷ nó gọi là Ashila Lamukha Beta. Đây, cái loại quỷ này đó, nó có cái đặc điểm đó, là cái miệng nó vậy đó, thì luôn luôn nó lửa đốt quanh cái miệng. Cho nên con người ta khi mà bị cái khẩu nghiệp đó, dùng cái lời nói của mình để mà gieo khổ não cho người ta đó, khi mà tái sanh nó lửa đốt. Sư cô có đọc báo thấy cái câu chuyện đó là cái ông hàng xóm này ông ghét cái gia đình ở kế bên. Mà cái cô này là cô giáo, ngoài giờ đi dạy thì ở nhà lãnh đồ mai, thời giờ đó bận rộn lắm, không có thời giờ. Nhưng mà khi đó ổng với cái gia đình đó nó có cái chuyện không có vui với nhau đó, thì ổng ra quán nước, ổng mới nói vậy là cái thằng đó nó tưởng cái con vợ nó hiền lắm, té ra là con vợ này nó đã hẹn với tao khách sạn mới hôm thứ sáu này, tại khách sạn gì nó y như thật, rồi cứ rêu ra vậy á. Thì lúc đầu tao không tin, tại tao thấy cái gia đình này rất là đàng hoàng, không có hề có cái chuyện đó. Nhất là cái cô này không bước chân ra khỏi nhà, chỉ đi dạy rồi đi về, đi chợ, đi búa rồi lo cho con thôi, chứ không có giao tế gì với ai đó. Người ta quý cái cô giáo này lắm. Nhưng mà nó nói riết thì cái chuyện đó mới tới tai cái gia đình nhà chồng. Gia đình nhà chồng mới kêu ông chồng ra. Ông chồng hỏi thì cô này cũng chưng hửng. Cô mới nói bây giờ cô đâu có cái thì giờ đâu, mà cô cũng đâu có chuyện giảng gì đâu. Nhưng mà ông kêu tiếp tục tung ra như vậy. Thì sau đó là coi như là ông chồng làm thinh, nhưng mà không có ngó ngàng ra tới vợ hết. Còn cô này đó buồn quá, buồn quá không biết phải làm sao, rồi tai tiếng tới nhà trường, rồi nhà trường cũng kêu cô ra hỏi. Thì cuối cùng đó cô mới ra công an cổ thưa. Thì khi bắt ông này điều tra rồi đó thì hoàn toàn không có cái chuyện đó. Và ông phải ra trước tổ dân phố đi xin lỗi, xin lỗi công khai trên cái hệ thống truyền thông chung. Thì dẫu cho có xin lỗi rồi, nhưng mà những chuyện làm như vậy đó, thì khi mà chết tái sanh làm quỷ, lửa nó sẽ đốt. Bởi vì cái lời nói của mình mà thiêu đốt cái hạnh phúc gia đình của người ta, thiêu đốt cái tâm can của người ta, làm cho chồng cũng khổ não, vợ cũng khổ não, con cũng khổ não, mà gia đình bên chồng bên vợ cũng khổ não, lửa nó sẽ đốt. Nên có những chuyện mình không có thể lường được. Khi cái chúng sanh ở trên thế gian này nó tạo những cái ác nghiệp mình không lường được hết. Cái loại quỷ thứ năm nó gọi là Suchimukha Veta. Thì cái miệng của nó là nó chu dài ra, miệng nó chu dài ra cái như cái mũi kim. Thì quý vị thấy nè, nhìn cái hình tướng nó biết nó làm gì. Cái miệng mình để chăm chích người ta, nghĩ chưa? Nó thế đó. Loại thứ bảy nó gọi là Sunyitra Maka Beta, tức là cái loại quỷ này đó nó đen như là cái cục than. Thì quý vị thấy cái nghiệp của nó làm, nó đi đâu nó bôi bẩn người ta bằng cái lời nói, bằng những cái hành vi mà nó gieo rắc cái tư tưởng xấu nơi cái người khác, để nghĩ xấu về một cái đối tượng nào mà nó muốn người ta nghĩ xấu thì nó gieo rắc. Nó đi tới đâu là nó nhả mực đen tới đó, nó phun cái đồ quế nhiễm cho tới đó. Đó là những lời quỷ đấy. Tâm nó đen, lời nói nó cũng đen, từ trường nó cũng đen. Nó sinh ra làm cái loại quỷ đen như cục than.
Loại thứ 8 nó gọi là sát thá gá bề tá, là cái loại này đó là móng tay với móng chân nó dài ra và nó nhọn quắc như là một cái lưỡi kiếm vậy đó. Thì quý vị thấy rồi, những cái loại quỷ này đó, khi cái hành động nó đi thấy đâu, nó đi đến đâu là nó làm thương tổn, nó làm đổ máu rồi. Cho nên quý vị thấy là có những người khi họ xuất hiện ở đâu, họ gây rối đến đó, họ cào xước cái tâm can người khác đến đó, chứ không phải là không có, không phải không có những cái hạng người đó. Họ xuất hiện bất cứ đâu, họ ở trong cái đám đông nào thì chúng ta sẽ thấy cái nanh vuốt của họ đưa ra. Cái loại thứ 9 là cái loại nó gọi là Pháp Bataga Veta, là cái loại này đó là cái loại quỷ mà cái thân thể của nó rất là cao lớn. Nó là một cái giống quỷ lạ lùng, nó dùng cái hình thể đó đó để mà nó làm cho người ta phải khiếp đảm. Cái loại thứ 10 là Acharan Veta. Thì cái loại này đặc biệt á, là cái thân thể của nó không phải cao lớn mà nó dài ngoằn ra, và nó ngã người như là một con rắn vậy đó, dài đến như thế. Cái loại số 11 gọi Venadika Veta, là cái loại này là mai mốt chúng ta học tới cái phần Atula. Thì cái loại này nó là một cái loại Atula đói, hay còn gọi là một cái loại ma đói, nhưng mà nó một cái dạng người ta gọi là Atula. Một cái loại quỷ khổ này á, là nó chia đôi cái phần phước của nó ra, tức là cái ban đêm á thì nó có một cái đời sống như là đời sống của chư thiên dục giới vậy đó. Còn ban ngày á thì nó khổ như là cái cảnh nó địa ngục vậy, tức là nó một nửa lạc nửa khổ. Và khi sư cô giảng pháp, sư cô có nói vậy, những cái gia đình nào đó mà trong nhà đó lúc nào cũng không có yên ổn được hết á, hai người này nói qua là người kia nói lợi, vừa mới thấy vui vẻ đó là cãi lộn, đánh lộn nhau, là mâu thuẫn nhau đó, rồi mà dọn cái mâm cơm lên á là mới ăn được một hai đũa đó thì bắt đầu nói rồi là nuốt không vô nữa, hoặc có khi hất đổ cái mâm cơm. Thì đây là cái điềm báo để cho những cái gia đình mà như vậy đó, là khi thân ngoại mạng chung đó thì sẽ sanh về trong cái thế giới của Atula. Cho nên cứ cãi nhau hoài, cứ xung đột, cứ khắc khẩu hoài, không bao giờ được để yên ổn. Một chút yên ổn rồi là bắt đầu là rối loạn lên. Thì cái đó là cái thế giới của cái loại số 11 này. Rồi bây giờ tới một cái loại quỷ số 12, là cái loại quỷ này nó gọi là Mahitika Veta. Thì đây là cái quỷ chúa, quỷ số 12 này là quỷ chúa, tức là cái loại quỷ này lớn nhất. Thì nó thường ở nơi một cái trên một cái vùng núi mà nó gọi là núi tuyết, và nó ở trong cái rừng gọi là rừng Vichatavi. Nó đó là cái khu tên của một cái khu rừng. Và đây là cái loại quỷ chúa này, nó cai quản những cái loại quỷ trên. Ngoài ra trong cái tạng luật và trong cái tương ưng cho dân bộ đó, Samyutta Nikaya thì có nói đến tới 21 loại quỷ. Thì sư cô có nói là 12 loại quỷ hay 21 loại quỷ vẫn chưa đủ. Người ta chỉ nói một cái số tượng trưng mà nó hay hiện hình ra để dễ thấy mà thôi, chứ không phải là nói hết về các loại quỷ. Thì cái loại quỷ thứ nhất á, sư cô bỏ qua cái chữ Pali cho nó nhanh. Loại quỷ thứ nhất á là nó có cái hình dáng nó như một cái bộ xương nó di động thôi. Đó là loại quỷ thứ nhất. Cái loại quỷ thứ hai á là nó có hình dáng như một cái khối thịt vậy, nó không xương mà cái khối thịt đó nó di động. Cái loại quỷ thứ ba là cái loại quỷ đó là nó như một cái cục thịt thôi, chứ không phải khối thịt. Khối thịt là lớn, còn cái này nó chỉ là như cục thịt thôi. Còn cái loại quỷ thứ tư là cái loại quỷ á, nó cũng có cái thân như là thân người, nhưng mà nó không có cái lớp da bên ngoài. Nhìn nó cứ lúc nào nó cũng rướm máu,
Giống như quý vị ra chợ, quý vị thấy mấy người họ bán ếch á, mà họ lột cái da ếch rồi họ để cho nó rung đó, mà nó cứ tươm máu ra rồi nó cứ rung rẩy vậy đó, thì nó có một cái loại quỷ như vậy. Một cái loại quỷ thứ năm á, là loại quỷ đó mà cái mình của nó, những cái lông của nó mọc chỉa ra và nó nhọn như cái cây đoản kiếm vậy đó, thì cả người của nó đều chỉa ra vậy hết. Loại quỷ thứ sáu đó, thì cái loại quỷ đó, cái lông trên người nó chỉa ra không phải lưỡi kiếm, mà nó chỉa ra nó như cái móc cầu. Toàn cái người đó là toàn là cái lưỡi móc cầu thôi. Cái loại thứ bảy á, là cái loại cái lông ở trên cái người nó dài và nó nhọn quắt ra như một cái mũi tên, là loại thứ bảy. Cái loại thứ tám á, với cái loại thứ chín á, thì nó cũng là một cái loại cái lông của nó đó, nó chỉa nhọn ra như mũi kim lớn, mũi kim nhỏ. Cái loại thứ mười đó là nó là cái phần bộ phận sinh dục của nó mà hai cái hòn ngoại thận của nó là nó bự khủng khiếp luôn. Là một cái loại đó gọi là cái loại thứ 10. Cái loại thứ 11 á là cái loại này chuyên môn sống trong hầm phân. Ở chỗ nào có hầm phân heo, hầm phân người, hầm phân gì, nếu có hầm phân thì cái loại quỷ này nó sống trong cái hầm phân đó. Loại thứ 12 á là như cái loại nó cũng giống như cái phần trên á, là nó chuyên môn ăn phân. Bất cứ cái phân của cái loại gì thì đó là thức ăn của cái loại quỷ này. Cái con nít đó thì nó ăn, nó là có những đứa đó quý vị để ý nó hay quỷ hoại thức ăn. Nó hay ăn rồi nó đổ tháo rồi nó đạp lên đó, hoặc là nó quăng. Ngay cả người lớn cũng bị cái này. Và những cái này đó khi mình phạm đó quý vị, trong cái luân hồi đó mà mình thành cái quỷ đói á, là không có ăn thức ăn, ăn phân nữa. Hồi xưa cô còn nhỏ đó là bà ngoại cứ nói nè, mấy đứa ăn cơm á, mà rớt cái hộp cơm xuống phải lụm vô ăn, còn không đó là bị ăn mấy con dòi. Sợ lắm không dám. Nhưng mà thật sự đó là trong cái hầm phân là có dòi đó quý vị, chứ không phải người lớn nói sai đâu. Cho nên khi mà mình có cái thức ăn là quý, mà mình hủy hoại cái thức ăn nó, hãy cẩn thận, hãy coi chừng. Sư cô hồi ở bên Ấn Độ đó, ở trong ký túc xá đó, thì trên cái ký túc xá đó bao giờ nó cũng có những cái tấm bảng nó để là giờ này khi các bạn đang ăn thì có biết bao nhiêu đứa trẻ đó nó phải chết đói. Để làm chi? Để cho mình lấy, tại vì nó ăn trong ký túc xá nó giống như là ăn buffet vậy. Thí dụ nó có 3 món ăn hay 4 món ăn, là mình tự chọn, mình đến mình muốn lấy cái gì ăn thì lấy. Rồi lấy nhiều quá nó quăng đi đó thì người ta để. Hoặc là đi ăn buffet cũng vậy, nghĩ mình mua cái đồng tiền đó bao nhiêu đó, ăn rồi lấy đổ. Có những cái nơi đó là khi mà camera nó chiếu mà cái người đó lấy thức ăn mà nó đổ quá một cái mức độ nào cho phép cái ăn, thì nó phạt tiền lớn hơn cái tiền mình mua vô. Thành ra là chúng ta cẩn thận về cái vấn đề mà cái thức ăn, thức uống. Khi mình có phước báo mình có thức ăn. Con cái mình cũng vậy, thả nó hô ăn thì mình cho ăn, mà nó đã nói không ăn thì đừng ép nó. Ép nó rồi nó đổ, rồi nó hủy hoại đó, là mình cũng là cái người có tội trong đó. Cho nên dạy con mình đó, cái ăn cái uống đó vừa phải vừa đủ cho nó dán khéo mà thôi, đừng có quá mức. Thì sẵn đây nói cái chỗ này một chút xíu đó, thì thường thường đó mình có một cái thói quen là nó bắt nguồn từ cái bệnh đó là bệnh nghèo và cái bệnh sĩ diện. Cho nên đó là bao giờ khi mà mình muốn làm thức ăn đãi ai đó, mình đều làm tràn trề để chứng tỏ rằng á là mình có đủ cái thực phẩm, thừa thực phẩm để đãi khách. Và cái thứ hai để chứng tỏ rằng là mình không có nghèo đói. Sự thật không phải như vậy. Cái người mà đãi khách á, nó vừa đủ là có phước nhất. Quý vị nhớ là mình là Phật tử đó, thì Đức Phật không bao giờ dạy mình ăn no, mà dạy mình ăn á, vừa cảm thấy no thì chừa lại để mà còn uống nước. Cho nên mình có đãi khách á, thiếu một chút không sợ. Không sợ người ta ăn thiếu một chút, nhưng mà sợ nó thừa mứa quá. Bởi vì khi mình ăn quá no thì bao giờ cái si nó cũng phát sinh. Bụng căng thì mắt trùng. Và cái này sư cô nhớ có kể trong cái lớp này nghe rồi.
người Việt Nam mình đi tiếp khách nước ngoài. Tôi cô quên không biết người đó là Thụy Điển hay là Na Uy gì đó không nhớ. Thì đi ăn mấy lần người ta để ý, người ta thấy người Việt Nam mình ăn xong chừa chút lại. Cái gì cũng chừa chút lại. Thì hôm đó còn mấy người kia đó ăn nó không hết, nó súp nó lấy cái bánh mì đó vét cho sạch rồi mới ăn, là ăn rồi cái chén cái dĩa sạch bông à. Người ta mới hỏi chứ, tại sao ăn phải chừa lại một chút. Thì người Việt Nam mình trả lời đó là cái phép lịch sự thì không có vét hết. Là ý là cũng như nói là mấy người mà ăn mà vét nồi nét chảo là mấy người hạ tiện. Thì cái người đó người ta mới nói thế này, người ta rất là ngạc nhiên vì cái xứ người ta là 200 năm không có chiến tranh. Thành ra cái thực phẩm của người ta đó dư để sống, nhưng mà không có nhà nào người ta ăn thì chừa chút chút. Bởi vì chừa chút chút đó, đó là không được phép cho cái con vật ăn. Con vật nó có thức ăn riêng, ví dụ nhà nuôi chó nuôi mèo thì chó mèo nó có thức ăn riêng chứ không phải nó ăn cái thức ăn dư thừa của mình. Mà cái người ta ở dưới bếp người ta cũng không ăn thức ăn dư thừa đó. Thì như vậy đổ đi. Đổ đi thì ít lợi cho ai, trong khi đó là lúc mà người ta tạo ra cái vật phẩm đó đã phải đổ mồ hôi, mà người ta nấu nướng thì cũng rất là cực khổ. Tại sao mình phải vất đi? Mà như vậy một chút đó có cái gì dơ trong đó mà mình lại không ăn? Thì tất cả đều do cái bệnh, bệnh nghèo và bệnh sĩ diện mà ra thôi, chứ không có gì hết. Mà nhà Phật thì biết rằng đó là những cái pháp bất thiện chứ không phải là những cái pháp thiện. Lúc nào mình cũng sợ người ta cười mình hết á, người ta khinh mình hết á. Nhưng mà mình không biết rằng đó, cái mà ta sợ mình nhất là mình là cái người làm điều tội lỗi. Người ta khinh mình nhất là cái người sống trong tội lỗi là người ta khinh. Chứ còn cái mình tính gián khéo á, mà cho đúng pháp á, là cái đó là người ta khen tặng mình chứ không phải là người ta chê mình đâu. Cho nên là đừng có để thừa mứa rồi đổ lên đổ xuống thế này thế nọ đó, là bản thân mình phải khổ. Một cái loại quỷ thứ 13 đó, là cái loại quỷ này cũng giống như trên nó nói đó. Cái loại quỷ này đặc biệt nó không có da, nó cứ bao nhiêu cái xương cốt cái thịt nó đều nó lòi ra hết. Loại quỷ thứ 14 á là đi tới đâu là hôi thối tới đó, tức là từ trong cái người đó bốc ra cái mùi hôi thối. Loại quỷ thứ 15 á là cái thân hình của nó là đi đâu là nó cháy đỏ lên như là than hừng vậy. Loại quỷ thứ 16 á là cái loại quỷ nó không có cái đầu, nó như là nó không có cái đầu từ khúc lại nên nó không có cái mặt của nó nằm ngay cái ngực. Loại quỷ thứ 17 á là cái loại quỷ này đó nó có tăng tướng của một tỳ kheo, tức là nó bận cái áo của một người tỳ kheo nhưng nó là quỷ. Một cái loại quỷ thứ 18 á là cái loại quỷ này nó có cái tăng tướng của một tỳ kheo ni. Loại quỷ thứ 19 á là nó có tăng tướng của một học nữ, tức là giống như người cư sĩ nữ vậy đó. Loại tăng tướng loại thứ 2 á là nó có cái tướng nó ăn mặc như một sa di. Và loại 21 á là nó có cái tăng tướng bề ngoài của nó là một sa di ni. Thì như vậy trong thế giới người tu, khi thân huệ mạng chung á thì các cõi này không phải là họ vắng mặt đâu, họ vẫn có mặt đầy đủ. Bởi vì khi họ đi vào mà họ khoác áo tu đó, họ không có giữ giới, họ mượn đạo tạo đời. Dẫu họ khôn khéo cách mấy thì đó là họ che mắt thế gian, chứ còn cái tâm họ không che được. Tất cả những quế nhiễm không che được, cho nên thân hoại mạng chung thì trong tất cả các cõi này đều có mặt của những người mặc cái áo giới đó. Cho nên mình đừng có tưởng rằng đó là xuất gia có nghĩa là nó cái áo này bảo vệ mình đâu. Không, cái tâm mình bảo vệ cái áo chứ không phải cái áo bảo vệ cái tâm. Cái tâm bảo vệ cái áo là mình xứng đáng mình mặc cái áo này đó. Thì khi mình thân hoại mạng chung đó, mình tái sanh lên làm người thì mình lại được xuất gia tiếp. Gọi là cái tâm nó bảo vệ cái áo. Còn cái áo nó bảo vệ người là gì? Là khi mình xuất gia mình mặc cái áo này, mình nhớ là mình là người tu, mình không có phạm giới. Để nó nhắc nhở mình không phạm giới. Nếu mình mặc áo này mà mình phạm giới thì tất cả các cõi khổ đều có mặt, kể cả địa ngục cũng có được. Cho nên con người ta đó, nó khác nhau ở chỗ đó
là cái tâm thiện và tâm bất thiện thôi. Và tâm bất thiện này nó phát sinh lên nhiều tầng cấp. Đây là con đường tiến hóa tâm linh, nó phát sinh nhiều tầng cấp. Đây là con đường thoái đạo. Thì lặp lại cái phần trước đó, thì tất cả các loài quỷ khổ này đó, thì tóm tắt lại đó, thì chúng ta có thể là nói là chung á, nó nằm trong bốn cái loại cơ bản. Cái loại thứ nhất á, là cái giống quỷ khổ mà nó gọi là Paradatuppa Chita Peta. Thì cái giống quỷ khổ này đó, nó sống bằng cái thực phẩm của người khác cho. Thì cái giống quỷ khổ này, giống ma này đó, là khi mình cúng thì nó ăn. Cho nên người ta cúng cô hồn, người ta cúng khí thực, người ta lập trai đàn, thì những cái loại này nó đến được, nó hưởng được. Và những cái loại này đó, nó cũng là coi như thường có trong thân tộc của mình, trong cái cửu nguyện thất tổ của mình đó, là có những hạng người này. Thì vì vậy người ta vẫn trông chờ đó mình, là giúp đỡ cho người ta bằng cách mình cúng dường trai phạn, mình cúng dường trai tăng, hoặc là khi cúng mình biết hồi hướng cái phước cho người ta, hoặc mình làm cái phước lành mình hồi hướng lại cho những cái người đó, thì họ hưởng được. Còn nếu không đó là họ đói khát lang thang. Để rồi lần tới đó sư cô cho ấn tống cái bài kinh hộ ngoại quỷ sự. Và cái bài kinh này đó là nó có trong cái tập kinh tụng của chư tăng nguyên thủy. Thì cái bài kinh này nói lên cái bài kinh này đó là dùng để tụng cái khi mà mình cúng kỵ dỗ rồi đó. Thì những cái bài kinh này nói rằng là khi người ta phải sinh ra trong cái loài quỷ đói lang thang này đó, thì người ta không có cái thế giới đó, không có sản xuất, chứ là không có trồng khoai, trồng đậu, trồng củ, trồng rau hay là chăn nuôi để mà sinh sống được. Không có. Thế giới đó cũng không có buôn bán, thế giới đó cũng không có đi làm thuê. Mà cái thế giới đó họ chỉ lang thang và họ trông chờ nơi cái sự giúp đỡ của cái người dương thôi. Và khi cái người dương mà cúng đúng pháp để hồi hướng cho họ thì họ rất là biết ơn. Thì lần sau để rồi chúng ta sẽ có cái bài kinh ở trong tay, và quý vị giữ cái bài kinh này nha. Lần sau ta có bài kinh đó. Cái có một cái loại quỷ thứ hai nó gọi là Kupipasika Peta, là nó luôn luôn đói khát, không có đủ ăn, không có đủ uống, đói hoài, không hưởng được cho nên đói. Loại thứ ba đó là cái loại nó gọi là Nisamatanhika Peta, là cái loại này nó thường xuyên là bị lửa đốt. Và cái loại thứ tư á, là nó một cái loại mà như nãy chúng ta có nói đó, nó là Kalakan Chita Peta, nó là cái loại Atula mà nó khổ như là một cái loại quỷ khổ vậy. Thì đó là tất cả những cái hạng mà chúng ta gọi nó thuộc về cái quỷ khổ. Và trong tất cả những cái mà nó đưa đến những cái khổ đau trong cái đời sống của cái loài người ở cái thế gian này đó, thì cái mà phải nói là nó cái tâm điểm của cái những cái đau khổ và bất hạnh của cái con người trên thế gian này đó, là bao giờ là cũng là cái chuyện của gia đình và chuyện của nam nữ. Cái đó nó hầu như nó là cái tâm điểm. Và bên cạnh đó thì nó có những cái thứ khác, ví dụ như công danh sự nghiệp, tài sản vân vân, tất cả những thứ đó. Nhưng mà cái cốt lõi trong cái đời sống người ta đó vẫn là cái tình cảm gia đình. Và nó nổi cộm hơn hết đó, là cái tình cảm nam nữ, cái tình cảm vợ chồng. Nó chiếm một cái lực hết sức là lớn, hầu như cái lực chính ở trong cái nghiệp cảm và trong cái cảm xúc của cái đời sống mỗi cá nhân. Là vì nó mạnh quá. Là vì như chúng ta biết đó, tất cả chúng ta đều thọ nhận cái quả nghiệp, cũng như những cái cảm xúc tình cảm của chúng ta đó, từ nơi sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng mà thông thường ra, ví dụ giờ chúng ta tiếp xúc với cái đẹp đó là nó bằng mắt. Nó bằng mắt, nó có một căn thôi. Dù chúng ta ăn thì nó chỉ có căn lưỡi thôi. Chúng ta nghe thì nó có căn tai thôi. Rồi khi xúc chạm nó có căn thân thôi. Nhưng mà cái mối quan hệ giữa nam nữ thì sáu căn nó có đủ. Cho nên cái lực hút của nó rất là mạnh. Và chính vì vậy đó mà hầu hết đó, khi người ta chết, người ta tái sanh xuống cái quỷ khổ này.
nó cứ dương vấn không ngừng. Mà cái nó nằm ở đây á, mà trong cái đời này người ta phải khổ đó, là do đó người ta đã từng chung chạ trong tiền kiếp rồi. Cho nên bây giờ người ta gặp nhau nó có một cái lực hút. Và cái lực hút đó nó đưa đến cái sự kết hợp trong cái hiện kiếp này. Và những cái kết hợp này nó phải có cái phước báo lớn của hai người này đó, nó song song từ nhiều đời nhiều kiếp á, thì bây giờ nó ăn ý nhau như những cái bánh răng cưa đó, khi nó xếp lại thì nó ăn ý nhau, tự nó ăn ý nhau và nó lăn đều trong cái đời sống đó. Thì cái gia đình người ta đó, từ cái ngày người ta cưới nhau cho đến ngày chung cuộc đó, thì người ta vẫn tương kính như tân. Và cái tình cảm người ta đối với nhau á, là coi như nó có một cái hấp lực mạnh, chứ nó không có suy xỉu gì hết. Sư cô có gặp được một cái cặp vợ chồng, hai người đều là bác sĩ hết. Và chính ông đó nói với sư cô thế này: ông không hiểu nổi tại làm sao đó mà chồng vợ lại có thể gây gổ với nhau, không hiểu được. Bởi vì từ khi hai người gặp nhau mà cưới nhau chung sống tới bây giờ, con trên 20 tuổi rồi đó, là chỉ cần nhìn cái mặt nhau đó là biết muốn gì rồi. Chồng đối với vợ cũng vậy, mà vợ đối với chồng cũng vậy. Cho nên không có nói cái chuyện mà tại sao có cái sự cãi nhau rồi nói cái này cái kia nọ, là người ta không hình dung ra. Thì như vậy á, là trong cái tiền kiếp người ta đã từng là chồng vợ, mà chồng vợ đối xử tốt với nhau, cho đến bây giờ gặp lại cái phước báo nó vẫn đều. Cho nên hai người chung một cái nghề nghiệp, hai người chung một cái tôn giáo, hai người chung một cái đường hướng. Và cái tuổi người ta đã gần 60 rồi mà người ta nói được cái câu nói đó thì thiệt là một cái điều hết sức là đáng mừng và đáng trân trọng. Là bởi vì khi người ta chung sống với nhau, người ta có những cái gắn bó, người ta cũng muốn rằng cái đời sau người ta sẽ gặp lại chung sống với nhau. Nhưng mà đời sau đâu có dễ gặp, như chúng ta biết rồi, nó từ cái quá khứ này, nghiệp trong quá khứ cộng với nghiệp cái hiện tại, và cái giờ phút lâm chung thì cái con đường tái sanh nó đi khác nhau lắm rồi. Bây giờ có khi hai người đó chết cùng một lúc, cùng một tai nạn chết cùng một lúc, nhưng mà do cái quả nghiệp của mỗi người nó trôi dạt mỗi nơi khác nhau. Vậy thì trong cái luân hồi đó biết bao nhiêu kiếp mới gặp lại nhau. Thì trong bao nhiêu kiếp đó, mỗi người đã ứng xử trong cái cuộc sống mới của mình nó khác nhau. Tánh khí nó cũng thay đổi, cái gì nó cũng thay đổi hết. Cho nên bây giờ gặp nhau thì cái sức hút nó rất là mạnh. Người ta cảm thấy rằng nếu người ta không sống với nhau thì người ta không thể nào mà người ta có thể yên ổn được hết. Nhưng mà về nó cứ lệch, cái răng cưa này nó cứ lệch. Người ta muốn cho nó hòa điệu lại, rồi nó lại lệch, rồi hòa điệu lại nó lệch. Là do nó đã biến đổi, người ta không giữ được. Cho nên là Đức Phật có dạy rằng nếu như mình muốn có một cái sự kết hợp tốt đẹp giữa chồng vợ đó, và cái con đường của cái người cư sĩ nam, người cư sĩ nữ đó, thì bao giờ cái đường hướng chung á, là dẫu cho luân hồi đến đâu thì cũng phải giữ giới. Và chính cái giữ giới này đó, khi người ta gặp lại nhau đó, thì nó giống như cái thuở ban đầu. Mà đâu có dễ gì giữ giới, đâu có dễ gì gặp lại nhau. Cho nên rồi nó tan phát á, người ta cũng sẽ không hiểu vì sao. Và ta cứ dễ thế mà người ta buồn, cứ thế mà nó kéo dài một cái chuỗi đó, người ta không có hình dung ra được. Sư cô cho mấy người nghe một cái tâm sự của một người đây. Sư cô có một cái bài thơ này của một cái người ở Massachusetts. Cái bút hiệu là Thi Lệ Trang, và tên thật là Nguyễn Thị Cúc. Cái bài thơ nó nói là, bài thơ có cái tên đó là Nước Lã Người Dưng. Em chỉ là nước lã, anh chỉ là người dưng, mà sao lòng gắn bó như hẹn hò bao năm. Phải chăng duyên kỳ ngộ trói chặt đời đôi ta, hay trời già cay độc khéo bài trò oan gia. Trăm lần cãi lời mẹ, ngàn lần dối lừa cha, dẫu treo trên vách đá yêu anh càng thiết tha. Những năm dài chồng vợ đủ mặn nồng chua cay, yêu anh yêu con trẻ mặc
tuổi đời phôi phai, 26 năm nghiệt ngã, kết thúc cuộc tình buồn. Em trở thành nước lã, anh trở thành người dưng. Người ta không hiểu tại sao như vậy. Tại sao người ta gặp nhau là gắn bó? Tại sao người ta trải cái đời của người ta ra để cho cái người khác được ấm êm, rồi cuối cùng cũng là nước lã, cuối cùng cũng là người dưng? Hết tình hết nghĩa với nhau, sống trọn vẹn như vậy mà vẫn không được, là bởi vì cái răng cưa nó đi lại. Mỗi một cái kiếp đời đó thì chúng ta có một cái thói quen dung trồng nó khác nha, có một cái thói quen hưởng thụ nó khác nha, nó đã sai lệch rồi. Nó không phải như cái thở đầu đó, nó cùng một cái nhịp với nhau, bây giờ nó lệch. Ở chung nó lệch nữa, nó lệch nữa. Thì rồi cuối cùng cũng là nước chảy xuôi dòng mà thôi. Không có được một cái gì cả. Dẫu cho người ta muốn kết với nhau bao lâu thì người ta không thể kết được. Và vậy là người ta không biết là mình đúng hay là sai. Không biết mình quyết định chia tay như vậy là đúng hay là sai. Ở nữa thì khổ nữa. Mà chia tay cũng không phải là bình yên. Và cái đó mới là cái mà người ta không biết phải giải quyết ra sao. Cho nên á, là khi mà người ta phối hợp nhau á, người ta cứ nghĩ rằng là hai cái dòng nước này á, nó nhập chung và nó xuôi dần. Nhưng đi đến một cái chỗ nào đó thì nó rẽ trên đôi dần. Cái nhân duyên nó không còn nữa. Cái phước để mà chia sẻ những cái ngọt ngào với nhau nó hết rồi. Mình gieo với nhau như vậy đủ rồi. Cho nên nó đang lòng ở trong đó, giữa cái yêu thương và cái oan trái. Cho nên có khi đó mình đau lòng, làm đau lòng người ta, mình biết đó nhưng mình không có dừng lại. Có khi mình biết là quá đáng đó nhưng mình vẫn quá đáng. Cái gì vậy? Cái gì nó làm cho mình quá đáng vậy? Đó là những cái nghiệp lực này nó thôi thúc. Khi mà cái quả phước nó đủ đó thì dẫu cho mình nó có lệch qua một chập, mình nó vẫn trở về như cũ. Còn khi nó không đầy đủ phước thì nó lệch luôn. Nó không thể nào mà nó gắn bó được hết. Cho nên người ta nói thôi thì thôi, đừng ngại mưa mau. Thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi. Nhưng người ta đâu có chấp nhận. Trong cái cảm xúc về nghiệp cảm người ta không có chấp nhận. Cho nên người ta vẫn thống thiết một cái cuộc đời của người ta. Người ta sẽ nói như thế nào? Mai em chết dưới cội đào, khóc em xin nhỏ lễ vào thiên thu. Mai em chết dưới cội hoa, tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh sao. Chúng ta nghe hai cái câu thơ đó, thoáng nghe đó, thì chúng ta thấy nó là một cái nỗi buồn, nó là một cái xót xa, nó là nỗi đau không nguôi khi người ta phải đi vào trong cái cõi vĩnh hằng. Ta nghe lại một lần nữa. Mai em chết dưới cội hoa, tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao. Ai kêu? Cái tiếng nức nở của lòng mình đó, kêu lên thảng khóc vì không biết tại sao. Không biết tại sao mình vun vén đến như vậy, mình chân thật đến như vậy, mình trải lòng đến như vậy mà nó vẫn vuột khỏi tầm tay. Cho nên cái tiếng kêu thảm thiết của chính mình, tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao. Cái dòng nước không ngừng trôi chảy mà cái nỗi đau này đó nó cứ tiếp nối theo cái dòng nước chảy mãi trong cái lòng mình đó, không có ngưng lại được. Đó là cả một cái dòng sông nước mắt của mình đã chảy không biết cho đến khi nào, từ kiếp này cho đến kiếp khác. Cũng chỉ vì cái gì? Mai em chết dưới cội đào, khóc em xin nhỏ lễ vào thiên vương.
mình muốn tự giận chết đi đó, để cho người ta không có thể nào mà người ta có thể ngẩng mặt lần đó, người ta phải nhìn trở lại. Nhưng người ta nhìn trở lại mình chưa có vừa ý, mà mình muốn rằng người ta phải giọ cái giọt nước mắt đó, lưu luyến đó, khóc thương đó. Khóc em xin nhỏ lễ vào thiên thu. Ngàn năm không biết bao nhiêu kiếp, cái mối tơ dương này nó vẫn còn đó. Mặc dầu là 26 năm nghiệt ngã, trôi cái dòng đó, cái dòng chảy với nhau chỉ có 26 năm thôi, rồi nó đã thành ngã rẽ mỗi người một nơi. Nhưng nó vẫn chảy xiết trong lòng mình, không dạy được. Chúng ta nếu không biết nhân quả này thì chúng ta mang cái nỗi đau này đó đi cùng khắp, và chúng ta thành con ma khóc mãi cái nỗi đau của mình và lang thang cô quạnh như vậy để tìm mà không có tìm được cái gì hết. Ngoài cái nỗi đau của mình không tìm gì được. Phải hiểu cái gì mình gieo xuống trong một cái mùa đó, trái nó chín rộ rồi cũng phải đến lúc nó chỉ còn trơ lại cái lá mà thôi. Chúng ta đòi cái cây này đó, trái nó trổ quanh năm, trong khi cái giống nó chỉ trổ một năm có một lần thì không thể trổ quanh năm. Cái phước báo đến đó mà thôi. Cho nên á, cái người ở thế gian á, người ta nói một cái câu này mà rất đúng trong Phật Pháp. Người ta có nói thế này, là chồng vợ mà sống với nhau đó, là không phải chỉ nhìn nhau mà phải nhìn về một hướng. Cái thời người ta mới yêu nhau thì ta nhìn nhau, nhưng ta có con rồi đó, ta phải hướng tới con. Nhưng giờ con nó lớn hết rồi, ta hướng về đâu? Người ta hướng về cái đời sống tâm linh. Cho nên đó, khi mà người ta đó gắn bó với nhau thì ta hướng về nhau. Nhưng khi ta có con, ta hướng về con để người ta tạo cái phước báo. Nhưng mà khi hướng về con đó, người ta cũng hướng về cái tâm linh, để ta không dính mắc vào con, người ta cũng không dính mắc vào nhau, mà ta đi con đường thiện lành này. Thì trong cái luân hồi đó đó, cái đường thiện lành này chúng ta gặp lại nhau, thì mẹ với con cũng ấm áp, cha với con cũng ấm áp, chồng vợ cũng ấm áp, bạn bè cũng ấm áp. Còn nếu không, cái luân hồi mà nó rơi xuống những cái khổ cảnh này rồi, tâm tính con người biến đổi. Giống như bị đập dẹp rồi, nó bị đập méo rồi, bây giờ có trở lên làm người đó, những cái vết thẹo mà nó nằm trong tâm của mình đó, nó làm cái vết hằn rất khó hàn gắn. Và khi người ta lên làm người rồi đó quý vị thấy không, có khi người ta ứng xử với nhau như ác quỷ, để rồi người ta lại thoái đọa xuống. Còn chỉ khi nào người ta đi con đường giữ giới đây, con đường thiện lành đây, thì cha mẹ anh em chồng vợ đó gặp lại trong kiếp nào cũng là ấm áp. Cho nên Đức Phật cho phép những người nam cư sĩ, nữ cư sĩ mà đã có một cái đời sống gia đình và đã có cái thời trai trẻ đó hướng về nhau, rồi khi có con cái hướng về con cái và hướng với con cái đi về con đường tâm linh, thì cứ giữ đó trong luân hồi gặp nhau, để cho đến khi nào đó người ta bớt dướng về nhau mà ta hướng về con đường tiến hóa này thì người ta thành tựu. Và chúng ta thấy rõ bà Phi Sắc Khát, chồng bà là một vị tướng quân, thấy chưa? Mà bà là cái người đó là coi như nữ thí chủ lớn nhất bên phía người nữ. Ông Cấp Cô Độc là người đại thí chủ lớn nhất ở bên nam. Bà là không có thiếu một cái buổi nào khi Đức Phật về cái trú xứ mà giảng pháp ấy, thì bà không có vắng ngày nào cả. Thọ Bát Quan Trai cũng vậy, mà làm phước thì bà làm phước lớn nhất. Lễ Dân Y thì bà là người là đại thí chủ đầu tiên. Và hai vợ chồng cứ sống với nhau tốt đẹp như vậy, cho đến khi đó ông đi nghe pháp, là ngay cái buổi mà Đức Phật giảng pháp đó, ông nghe thì ông nhập vào dòng thánh. Và khi ông về tới nhà thì ông có một cái sự thay đổi, tức là thường ngày đó thể ông về tới cửa mà gia nhân báo thì bà ra tới cửa bà đón ông. Thì khi bà ra là bà đưa cái tay lên vậy, thì ông đỡ cái tay thì hai ông bà đi vô, thì bà nói chuyện với ông. Rồi khi mà gia nhân thì dọn cơm ra đó,
thì bà gấp thức ăn cho ông thì ông gấp thức ăn cho bà, và rất là thân thương nhau. Nhưng mà hôm nay đó, khi bà ra bà đưa cái tay lên vậy thì không, ông không đỡ tay bà, thì bà để cái tay xuống. Bà mới nói không biết chuyện gì xảy ra, thôi thì sẽ nói sao. Rồi đi vô trong nhà thì ông cũng không có nói chuyện. Từ khi mà bà gấp thức ăn cho ông thì ông cũng không gấp thức ăn cho bà, và ông làm thinh, ông không nói gì hết. Thì bà cũng cứ có một cái suy nghĩ rằng là thôi để cái chuyện gì thì để chút nữa rồi nói. Thì đến khi cơm nước xong rồi đó, thì ngồi lại thì ông cứ nói thôi, bắt đầu từ ngày hôm nay, từ cái giờ này đó, thì tôi sẽ ở phía bên này, và tất cả tài sản cũng như con cái đó, bây giờ là bà quản lý hết. Thì bà mới hỏi tại sao. Thì ông nói rằng hôm nay khi Đức Phật giảng cái bài pháp này, hôm nay khi tôi nghe xong rồi đó, thì tôi thấy cái tôi đã sạch, tôi sạch hết tất cả những cái sự vướng bận này, cho nên là tôi ở riêng và bà ở riêng. Và bây giờ tôi không còn sống một cái cuộc đời của cái người bình thường nữa, mà tôi là giống như tôi biệt lập để tôi ẩn tu vậy đó. Thì bà nói thế này, không lẽ tất cả những gì ông bỏ lại đó, như là ông vất đi, thì tôi phải lụm hết để mà tôi quản lý xong. Cho nên là xin báo với ông là ngày mai tôi xuất gia. Thì ông mừng quá mà ông không biết bà có làm thiệt không. Ông mới nói về nếu như ngày mai bà xuất gia đó, thì tôi sẽ là cái người đó đưa cái kiệu của bà tới ni đoàn. Thế là ông cho người soạn kiệu đồ cho trang nhã, cho đẹp đẽ, thì ngày mai ông mới đưa bà đi xuất gia. Khi mà bà xuất gia vào đó, làm lễ xuất gia xong rồi, bà mới bạch với vị ni trưởng là thầy của bà đó, cho bà ra cốc riêng để bà ẩn tu. Thì vì bà quá nổi tiếng, ai cũng biết cái hạnh của bà, cho nên là vị ni trưởng nó đồng ý. Đúng 7 ngày sau bà đắc quả A-la-hán. Thì bà mới vào bạch với vị ni trưởng đó là xin phép cho con về để mà thăm gia tộc, để ý bà muốn về để bà tế độ cho cái gia tộc của bà. Thì cái vị ni trưởng này biết cái năng lực của bà cho nên cho phép. Thì bà mới cho người báo tin về. Thì ông mới nghe, ông mới nói đi tu thì cũng lẹ mà về cũng lẹ. Cho nên là ông nói giờ cái cách tốt nhất để mình biết người này có tu được hay không á, rồi nhân cái buổi bà về bà gặp gia đình đó, mình tới mình coi bà làm gì với cái buổi đó. Thì té ra khi bà về thì bà giảng pháp. Thì ông mới hỏi những cái pháp rất là cao, cái này có trong bài kinh, để rồi thí dụ quý vị sẽ có cái bài kinh đó. Thì bà trả lời và ông hiểu nổi. Thì ông nín thinh nhưng mà cái thái độ giống như là nó hoài nghi đó. Thì bà nói rằng là cái khả năng của tôi chỉ có thể giảng đến bao nhiêu đó thôi. Thì ông có thể đi vào bạch với Đức Thế Tôn để Đức Thế Tôn đó có thể giúp ông hiểu rõ hơn, còn khả năng tôi chỉ đến đó thôi. Thì ngày hôm sau đó là ông mới đến chỗ Đức Phật và ông bạch lại là cái vị này đó đi tu có 7 ngày mà về cái gia quyến để giảng pháp như vậy, thì ông có hỏi mấy câu thì bà này trả lời như vậy mà ông không có hiểu rõ. Thì Đức Phật mới nói nè, nếu mà ta có giảng thì ta cũng giảng như con gái của ta mà thôi. Thì ông nghe xong là ông biết là cái vị này đã đắc quả vị Phật. Và ông đã nhập vào dòng thánh cái ngày mà ông trở về mà bà ra đón, mà ông không cầm cái tay bà mà ông đòi ở riêng đó, là ông đã nhập vào dòng thánh thứ nhất. Và quý vị thấy ông chưa đầy 10 ngày sau thì bà đã đắc quả là đó. Thì cái cuộc hôn nhân đó, quý vị thấy không, mà hai người sống với nhau đó, 20 đứa con, 10 đứa con trai, 10 đứa con gái. Và con của bà nó cũng đông con, cho nên là cho đến cái giờ mà bà tịch đó, thì cái hàng con với hàng cháu nó lên trên 1.000 người. Tại vì bà xuất gia năm 60 tuổi ha, có 7 ngày sau đắc quả là hán, sống 60 năm nữa là 120 tuổi mới mất. Thì thấy cái phước báo không? Cho nên đâu phải là người ta có chồng có vợ là người ta đọa hết rồi. Nhưng mà người ta biết cái nhìn. Khi nào người ta cứ nhìn nhau hoài thì người ta rất là ích kỷ nhỏ mọn. Nhưng người ta cùng lo cho con cái, nó là cái ruộng phước. Người ta lo cho gia đình thân tộc hai bên.
người ta là biết bao nhiêu cái chuyện trong đó có cái chuyện tâm linh của người ta luôn. Mày thấy chưa? Chứ không phải chỉ duy có con đường xuất gia mới được, mà ngay trong cái đời sống gia đình mà chúng ta định hướng dẫn thôi. Còn chúng ta không định hướng thì cái con đường của quỷ khổ là con đường mình phải đi. Không phải ly dị là hết, cũng không phải cái người đó chết là hết, mà cái trong cái tâm mình đó, nghĩ đúng nó mới hết. Còn cái khi nào mà nó vẫn còn những cái phiền não trong tâm của mình là nó không hết, mà đường luân hồi gặp lại nó nối để nó làm khổ thêm. Đừng tưởng nó đi luôn, nó sẽ gặp lại trong cốt nhục, nó gặp lại trong bạn bè, nó gặp lại trong cái hôn nhân, nó gặp lại trên cái con đường mà mình tiếp xúc với bất cứ ai. Nó xuất hiện vào cái giờ nào thì nó hiển lộ ra giờ đó. Cho nên cái mà mình hiểu biết trong cái đạo Phật đó, là mình hiểu rằng khi nào trong cái nội tâm mình đó, còn cái phần tham sân si quế nhiễm thì mình còn có buồn, có giận, có thương, có ghét, có lắm cái trò trớ trêu ở trong tâm của mình. Nhưng mình hiểu rất rõ đang đây là pháp quế nhiễm, cho nên nó bài trò là mình biết nó bài trò để cho mình cắt, để mình cắt, để mình cắt, để mình cắt, để mình cắt. Mình cắt để làm gì? Bởi vì tất cả nó là một cái nguồn lực. Mỗi lần khi nó khởi sanh đó, nó dâng lên rồi nó ào tới. Bây giờ chúng ta cắt để khi nó dâng đâu nó gãy đó, nó ào tới đâu nó gãy tới đâu. Cho nên mình thấy biết rõ ràng là trong tâm của mình đó, nó có những cái pháp quế nhiễm đó. Để mình nói với nó rằng sai rồi nha, cái này không đúng nha, cái này đừng tiếp tục nha. Mình cứ tiếp tục với nó như vậy hoài, để mà mỗi một lần mình trông thấy và mình nói như vậy là cái thiện trí của mình ở đây nè, cái thiện trí của mình ở đây nó phát sanh lên. Chị hiểu chưa? Nó phát sanh lên. Và cái phần mà ghê gớm lại đây nó bị cắt, bị cắt, bị cắt, bị cắt, bị cắt, bị cắt. Thì dần dần á, những cái pháp thiện của mình nó tăng lên rồi thì nó mạnh mẽ, thì dần dần đó là chúng ta cách xa nó ra được. Cho nên khởi lên làm gì? Cho nên người ta hỏi bà Diệp Ba Ma đó, bây giờ đây là cháu ngoại của bà, nếu người ta ăn hiếp cháu ngoại bà thì sao? Thì bà nói tôi phải bảo vệ cho cháu ngoại tôi. Thì thấy không? Bảo vệ chứ không phải binh dịch. Tôi bảo vệ cho cháu ngoại tôi, nhưng không có tâm sân. Biết cách bảo vệ cho cháu mình được bình yên, chứ không phải bên vực với tâm sân. Thì không? Không phải mà dùng hết tất cả cái lực mình, cái năm vuốt mình ra để bảo vệ cho đứa nhỏ không? Để bên vực cho nó không? Tôi bảo vệ cái, tôi phải bảo vệ cháu ngoại tôi chứ, nhưng mà không có tâm sân. Cho nên mình có chồng, có vợ, có con, có cái, có gia sản, có bạn bè, có một cái đời sống, mình bảo vệ nó. Nhưng mình biết rất rõ rằng nó là ai, nó là cái gì, nó xuất hiện trong cái đời sống mình ra sao, và mình bảo vệ nó để mình gìn giữ cái gì. Do cái đối tượng mình bảo vệ, cũng như khi mình bảo vệ vậy, mình gìn giữ cái gì trong tâm của mình phải biết rõ. Còn nếu như mình đã lỡ vi phạm thì mình biết rõ là mình vi phạm, và mình phải nói với mình rằng đã vi phạm rồi đừng vi phạm nữa nha. Nhưng mà khi đụng chuyện nó vi phạm nữa, mình vẫn nói nó đã vi phạm rồi phải chấm dứt, không vi phạm nha. Là chúng ta phải luôn 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 như vậy, cảnh tỉnh, cảnh tỉnh, cảnh tỉnh đó. Ví dụ không? Và mỗi lần cảnh tỉnh là mỗi lần tiến hóa. Mỗi lần cảnh tỉnh là mỗi lần tiến hóa. Và con đường tu của chúng ta đó, không phải là chúng ta bước từ cái bậc tam cấp mà đi lên đâu. Ở nơi đây nè, chúng ta đang ở dưới đáy nè, chúng ta tu lên nè, chúng ta tu lên nè, tu lên nè, tu lên, tu lên, tu lên. Nhưng mà khi chúng ta không kiềm chế lại á, là nó nhào xuống tới cái vực thẳm luôn, chứ không phải là rơi từng bậc tam cấp là có phước lắm đó. Nó không có rơi từng bậc tam cấp đâu, nó xuống nữa. Cho nên lúc nào cũng phải cảnh tỉnh mình. Con người mình nó có hai cái phần, mà cái ma lực này á, nó dễ tuôn xuống lắm. Chỉ cần chúng ta đã thiếu cái ý thức
thiếu cái sự kiểm soát, thiếu cái sự làm chủ là nó đẩy chúng ta rơi xuống hiểm. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong tất cả những cái sự dướng dít trong cái đời sống này, mấy ai mà thoát được. Ngày nào chúng ta chưa thành Phật thì tất cả chúng ta đều là một cái con nhện nằm trong cái tao nhện do chính nó tạo ra. Chính nó tạo ra cái tao nhện đó để nuôi sống cái đời đó, nhưng nó chết vì những cái tao nhện đó, chứ không phải chết vì cái gì khác. Cho nên con nhện này nó phải ý thức rằng cái tao nhện này để bảo vệ cái cuộc sống của nó, nhưng cái tao nhện này không thể giết chết đời nó. Người ta có cha mẹ, có anh em, có chồng vợ, có con cái, có công danh sự nghiệp, có tài sản, có mối quan hệ tốt, vân vân, là những cái tao nhện đang ra để bảo vệ chính cái đời sống của mình, để trợ lực cho cái đời sống của mình. Chứ không phải rằng bất cứ một cái tao nhện nào chết thì máu từ trong con nhện này nó phải tuôn chảy theo cái đó để nó chết. Nhưng thế gian người ta làm như vậy, suy sụp về tài sản bắn vào đầu chết, mất cái người mà mình yêu thích nhất đây nè, bây giờ đã mất rồi, bắn vào đầu mà chết. Đó là một tao nhện nó đứt thì máu nơi cái thân của con nhện này nó ngay cái chỗ đó mà nó chảy suốt, nó không cầm được, cho nên nó phải chết. Chúng ta đây không có dạy dột làm cái điều đó. Chúng ta hiểu rằng tất cả những cái tao nhện mà chúng ta đang ra là những cái tao nhện thuộc về nhân quả. Cái sự sống vẫn là sự sống của con nhện này đây. Đức tao nhện này, con nhện này có thể đan lại được. Tại sao phải để cho nó chảy máu tại chỗ đó mà chết? Giả dụ như nó mất một cái tao nhện này thì nó còn biết bao nhiêu cái tao nhện khác để mà sống. Không phải một cái tao nhện là tất cả. Nhưng cái dạy dỗ của con nhện đó là đã phả cái cuộc đời mình vào tất cả những cái tao nhện đó. Và bất cứ một cái đường tơ nào mà nó đứt đều đưa đến sự nguy hiểm và cái chết cho chính con nhện này. Thì đó trong cái đạo Phật nó gọi là cái tham đắm, nó gọi là cái tham dục, nó gọi là cái ái nhiễm. Và cái này là cái nguồn gốc của sự đau khổ và sự thoái độ của chúng sinh. Và đa số chúng ta phải chết làm quỷ khổ đây nhiều vô số kể, không có thể tưởng tượng được. Rồi trong cái bài tới đó, thì chúng ta thấy quỷ khổ này nó sẽ trở về trên cái thế gian này nè, để nó lại làm tiếp những cái chuyện sai đó, đau khổ cho chính nó nữa, chứ chưa có ngừng lại. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt để cho chúng ta có thể thoát khỏi đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước báo này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho tất cả hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp thí đến chư thiên, mở cầu các thân chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, từ nơi đền pháp xưa nay.
trợ nhân, những người trong mắt hôn lâm, điều cư châu quân được phần an cương, chúng sanh vốn loại không lường, mãn thai thâm hoa thi hương pháp lành, giải pháp phán bảo nên hành, đặng mà chứng khổ chuyện quanh loa đầy, cầu cho hưng thân lâu dài, phát triển trí thức các ngày mở mang, phật tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại đem phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích chết mau tiệt thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Hồi hướng sang thời Pháp, chư thiên trong tỉnh xa nơi đền tháp Bồ Đề, hoặc du sư đó đây được cúng dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này, thì kêu thượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các phật thủ lãnh và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, ai sinh cùng mãn sinh, pháp sinh hoa sinh chủng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an, đều thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo thuyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh cội nguồn, mẹ cha thầy tổ thân nhân, thiện thiện quá vãng trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao chuyện gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phước quả vị nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý thuộc, Y Đàm Hô Nha, Y Đàm Hô Tu Su Ki Ta Tu Nha Ta Yô, Y Đàm Hô Nha, Y Đàm Hô Tu Su Ki Ta Tu Nha Ta Yô, Y Đàm Hô Nha, Y Đàm Hô Tu Su Ki Ta Tu Nha Ta Yô, Y Đàm Va Tha Mê Bùn Nha